hôm nay. Như vậy là đội đội Trung Thiện mặc áo áo vàng quần đen và đội Trung Thịnh mặc áo đỏ quần trắng tóc đen. Đề nghị hai đồng chí trọng tài biến vào sân để làm công việc tương tự. Chiều hôm nay quý vị khán giả sẽ được trực tiếp thưởng thức những pha đập bóng đẹp của hai đội. Đây là những cầu thủ năm nay mới xuất hiện, những cái đập trẻ nhất mùa giải năm nay. Hai đội tiến hành vào để bắt tay và chào khán giả trước khi thi đấu. Chủ động chỉ bảo thủ trưởng lùi ra phía ngoài để anh em để chị em phạt bóng. Như vậy là trọng tài Phạm Đình Địa đã nổi coi để tiếp tục thi đấu cho hai đội. Trận đấu được bắt đầu. Sáng rồi. Như vậy là bóng đã đẩy ra ngoài điểm bóng cho đội Trung Thịnh. Đội Trung Thịnh 1-0. Đập bóng không qua lưới. Điểm bóng cho đội Trung Thịnh 2-0. Đây là hai đồng hương gặp nhau nên hiểu đường đi nước bước của nhau rất kỳ càng. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho Trung Thịnh 3-0. Đều đi đều, tiền đều hơn này. Rất khói, khói, không sắc khói. Rất khói thạc, quan trọng là cái khói thạc. Tiếp. Một pha đập bóng đẹp, điểm bóng cho Trung Tiến 1-3. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Thịnh 4-1. Nhìn chỉ rất mảnh mai nhưng trẻ chỉ bỏ bóng rất nhanh. Con đấy có lẽ nhít dại à, thân xác rất mềm. Không có hơn bạn. Nên bọn em đều đập được, bỏ được. Hay ạ. Đã biến lại bỏ bỏ đi rồi. Ấy. Ấy giờ con nghe hát thì bỏ đi. Ấy nè. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Thịnh 5-1. Con đến ăn thì muốn. Con đến ăn. Con Trung Tiền nó dũng, con đó bán rồi thôi. Bóng đã ra ngoài sân, điểm bóng cho đội Trung Tiền 2-5. Con liên gặp với nhau đang ăn chân đây rồi em ạ. Như vậy là gạt bóng đẹp, điểm bóng cho đội
Trung Thịnh 62. Nhanh đến người. Người đánh má sẽ cứ như vậy. Thảo má nói. Mặt đây đi muốn đánh mà chạy mày. Tập dưa đi. Chịu vua dưa đi. Sao? Có lĩnh thần, bảo thực này, bóng vô lên hàn cao rồi nữa. Bóng đã ra ngoài sân, điểm bóng cho đội Trung Tiến, 36. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Thịnh, 7-3. Vẫn hưu đó nó đánh lại nữa. Đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Trung Thịnh, 8-3. Thần dính ấy có muốn này. Quăng lên. Đập một viên. Hai con hai bên này thôi. Đập cho vâng đi hẳn vào đây rồi đâu, đập cho con này. Đập bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Thịnh, 9-3. Con đừng đánh hay hè, con tốc ngắn đánh hay, con hai tấn công rồi nói chứ nữa. Bóng lại rơi trong sân, điểm bóng cho đội Trung Thịnh, 13. Đội Trung Tiến hồi ý lần thứ nhất. Cái giải này nó cho phụ nữ đánh không? Khi em đánh là mấy con đánh hay mình coi xuống. Không rồi. Lại một pha bỏ bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Trung Thịnh, 11-3. Cái cổ ngủ đi kèm ngoài cho lửa lên. Một pha đập bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Tiến, 4-11. Đập tén, cụ tén dẻo. Đúng rồi, những bọn ấy. Lại đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Trung Thịnh, 12-4. Bọn ấy là đập ngang, là hẳn đập cụ tén đứng dịp. Ngày đứng cáo. Ngày cáo hơn. Đi đập những đường nào. Đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Trung Tiến, 5-12. Mình về xuống. Mình về xuống nhé, xuống bọn ấy này. Xuống đấy. Tuyệt. Đây khán giả phía sau khu vực phạt bóng lùi ra phía ngoài để tạo điều kiện cho các cầu thủ phạt bóng được tốt. Truyền lửa, những truyền lửa như này. Giờ nhận đám con đồ vô. Lại một pha đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Trung Thịnh, 13-5. Chết. Đập bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Tiến, 6-13. Chân hái về linh hoạt với Phương ngon này rồi. Thắng phải bươm không? Thật can nguyên đấu. Con này bắn được một trận. Đập được vấn đề đó.
เลี้ยวรถนี้อ๋อโอ้บอลđẹp điểm bóng cho đội Trung Thịnh 14-6rồi liền lên là rồi con to đó con nhỏ này lên rồi đấy bóng đã ra ngoài sân điểm bóng cho đội Trung Thịnh 15-6 Trung Quyên lựa nhắn vui của ông Quyên này điểm bằng mình đi đập bóng đẹp điểm bóng cho đội Trung Thịnh 16-6chỉ cao 1m50 nặng 45 cân nên chỉ đập rất căng bóng rất hay chỉ đập khoảng 2 tạ đi 38 cân điểm bóng cho đội Trung Tiến 7-16 Bỏ chí Bỏ chí là thua Sạch ní, nắm sạch Đến cho cô phá này là Cô phá là Trung Thanh ở với Trung Trinh nghe Đấy Nắm nó à Ừ Nó ăn đến 2 sạch đấy Cháu ấy luôn đưa tìm ra rồi đập bóng đẹp điểm bóng cho đội Trung Tiến 8-16 lừa được đó là sẽ ngón lên sao à sẽ sáu nọ nữa kìa lùm lùm hôi nó sáu ngoài nè Nó thủ ở đây mất này chiêu rồi quẻ này nhá một pha độc bóng đẹp điểm bóng cho đội Trung Thịnh 17-8 mình khen gì cả khen ăn khỏe bóng chôn rồi nhảy chuột ngay sáng gì nhảy sáng chưa ngài nhậu mà nhảy chưa khỏe cột dây được có người con ai ấy hỏi con ai ai biết hỏi con lấy con ai á con thương bạc kìa nữa quạt quạt để đánh cho thua giờ nhà cái đây con trình còn qua để nó thấy bỏ bóng đẹp điểm bóng cho đội Trung Tiến 97 điểm bóng cho đội Trung Tiến 10-17 hay rồi hay rồi vốn chiều của bóng liếc rồi tai lên cao người đang đập phòng nữa này bỏ bóng ra ngoài sân điểm bóng cho đội Trung Tiến 11-17 hoa vui thôi đấy hắn về nhóm này toàn được hoa vui
Bóng đã phạt ra ngoài sân, điểm bóng cho đội Trúc Tiến 18-11. Phạt đi. Như vậy là chỉ bỏ rất sâu bóng, làm cho đối phương lùng tùng. Điểm bóng cho đội Trung Tình 19-11. Để bóng rơi tự do, điểm bóng cho đội Trung Tình 20-11. Phương xuống ấy, Phương lưu xuống ấy hai bước nữa. Nó đây hai cái đúng rồi. Chết. Bộ một điểm rồi. Rồi. Xuống luôn. Thấy rồi. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Tiến 12-20. Tính chủ công rồi, nó còn lêu rồi. Chị hai, đại. Điểm bóng cho đội Trung Tiến 13-20. Vậy quá. Ở lôi con lêu phình. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Tình 21-13. Anh ấy vấn đề là dưới con nó đánh rồi ạ. Không phải như hồi là năm trọng trợ sân rồi. Đập bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Thịnh 22-13. Bỏ bóng ra ngoài sân, điểm bóng cho đội Trung Tình 23-13. Ý, điểm bóng hay không? Đúng nhá. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Tiến 14-23. Đập bóng không qua lưới, điểm bóng cho đội Trung Tiến 15-23. Điểm bóng cho đội Trung Thịnh 24-15. Bỏ bóng đẹp, điểm bóng cho đội Trung Tiến 16-24. Thì này phát bóng ra ngoài, điểm bóng cho đội Trung Tình 20.